À, xin chào các bạn, hôm nay mình xin review sơ về xe đạp điện M16 vừa mới về tại shop Baby Bike. Xe được thiết kế theo kiểu dáng Biago vết ba cổ và theo tiêu chuẩn của châu Âu. Các bạn thấy là phía trước là một cái dàn đèn LED rất to và được thiết kế rất là tinh xảo tỉ mỉ. Khung xe được ốp một bộ dàn áo bằng nhựa cao cấp. Ngoài ra xe thì trên mặt đồng hồ, bạn thấy trên mặt đồng hồ là một đồng hồ tròn, cũng kiểu dáng cũng theo kiểu vít ba cổ xưa đó. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị như những cái xe đạp điện khác, có còi, nút còi nè, rồi nút xi nhan và nút mở đèn. Xe có một cái đột móc để đồ và một cái hộc nhựa nhỏ để mình có thể để chai nhựa đồ linh tinh. Yên xe thì được thiết kế rộng rãi êm ái. Trong cái mình có thể mở được trong cái cốp xe này là một cái hộc chứa pin rất là to. Cái hộc này là mình có thể chứa được 5 bình ắc quy, hoặc là mình có thể là thay thế bình ắc quy bằng pin lithium. Thì ở đây thì shop mình sẽ sử dụng lithium là chủ yếu. Lithium thì mình có hai dạng là 48V 15Ah và 48V 20Ah. Thì tùy các bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu sử dụng của mình như thế nào. Rồi phía sau yên phía sau cái yên chính là một cái ghế phụ ngồi dành cho người ngồi phía sau. Và cũng được thiết kế rất là rộng rãi, có một cái độ tựa lưng rất là to, mình có thể dựa và ngồi thoải mái. Phía xuống bên dưới thì là có một cái độ các chân này là mình có thể kéo ra kéo vô khi mình sử dụng. Nói chung là xe đạp điện M16 là một xe rất đáng được mong đợi trong thời gian sắp tới này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên like và subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.